anh đi về đi. Kìa em, nghe anh giải thích đã. Tôi không muốn gặp anh nữa. Em Tuyết ơi. Luôn. Em ơi, nghe anh nói một lần nữa thôi. Phản đi. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi. Mà anh chả hiểu sao em phải đi ghét với bà đấy đấy. Anh chỉ làm CEO cho bố em thôi. Sao anh không nói với em sớm hơn? Cứ úp mở mở, ai mà tin được? Thì cũng tại... tại bố. Tất cả là tại bố. Bố xin lỗi hai đứa vì chuyện của bố. Mà hai đứa sứt mẻ tình cảm như thế này. Nhưng ít ra bố phải nói với con, với bà ta chứ. Con đừng suy nghĩ nhiều như thế. Nhà cũng chỉ có hai bố con. Trước sau gì bố chẳng nói. Chẳng qua bây giờ vẫn chưa phải thời gian thích hợp con ạ. Vậy con cũng nói luôn để bố biết nhá. Không bao giờ con đồng ý cho bà ta bước chân với cửa nhà mình. Con nói vậy là có ý gì? Bố quên mẹ con rồi à? Em... anh bỏ thấy ra. Cuộc sống của gia đình mình đang rất vui vẻ và hạnh phúc. Bố còn muốn như nào nữa? Con ạ, thực sự bố xin lỗi. Bố sai rồi. Thôi mà em, các cụ bảo rồi, con chăm cha không bà chăm ông, nên em kệ bố em đi. Anh bỏ tay ra, anh hiểu cái gì? Ok em. Anh tìm ai đây? À, đây à. Bố mày đâu? Bố tôi không nhà. Anh có việc gì? Bố mày báo lô bên chỗ anh hơn 100 triệu rồi. Trốn đâu cả tuần nay không định giả. Anh đừng có bà nói láo. Bố tôi bỏ lô này lâu rồi. Bỏ á? Bỏ con mồm à? Anh nhìn xem đúng chữ ký bố mày không? Tôi không tin. Tao không cần mày tin. Mục đích của tao hôm nay đến đây là lấy tiền. Quyết làm càng kề bỏ ra. Anh có cái gì đấy trên tôi? Ui à. Ui à. Bảo bố mày nhé, không giả tiền tao á, mai nó xiết đến nhà. Rõ chưa? Mời chào bao nhiêu con ơi. Bây giờ thì nó còn chưa có nước mà mày còn ngồi đây. Tao hỏi mồm mày cơm à? Hả? Thằng mất dạy này. Mồm mày đâu? Vô phúc. Đúng là loại vô phúc. Mày bị điên à? Hả? Thằng mất dạy. Còn mấy cái, tao hỏi mày là mồm mày bị câm à? Hả? Con, mồm mày bị câm à? Ô, mày câm thật rồi à? Ôi trời ơi, mày câm mà tao không phát hiện ra. Con ơi là con. Nè. Ô, mày vừa chơi đá hay cái gì đấy con? Lâu ngày bố mày không dạy bảo mày, mày đâm hư mất dạy à? Mày có tin tao vả mặt mày không? Hả? Mày định đánh bố mày à? Ông thôi đi. Ông xe đấy đủ rồi đấy. Người ta đã chết xe, chết nhà rồi kìa. Làm gì mà chết xe, chết nhà? Làm gì à? Ông bảo bỏ lô này rồi. Bỏ đâu?
Đời cũng thế thôi con ạ. Bố còn gì đâu, còn mỗi một mình mày. Mẹ mày cũng bỏ bố mà đi rồi con ạ. Bố chán đời lắm. Bố không làm bạn với lô đề, với rượu chè, cờ bạc thì bố biết làm bạn với ai? Thế giờ ông còn đổ lỗi cho đời à? Thế ai gây ra sự này đây? Tao gây ra, không nhẽ là mày à? Sao vô trách nhiệm vậy? Ông phải bố tôi không? Tao không phải là bố mày thì thằng hàng xóm mới là bố của mày à? Xin lỗi ông này, ông chưa đủ cách là bố tôi. Ông lượng lo chuyện ông đi. Trời ơi! Anh làm sao mà nghỉ học suốt thế? Anh chán học rồi. Sao lại chán học? Sắp thi đến nơi rồi. Chán học là chán học thế nào? Nhưng giờ anh chẳng có tâm trạng để đi học cả. Hay gia đình anh có chuyện gì à? Có chuyện gì anh phải nói với em, hai đứa còn cùng nhau giải quyết chứ. Nếu là chuyện riêng của gia đình anh không muốn chia sẻ với ai cả. Anh lúc nào cũng như thế, em còn là người yêu của anh không? Thôi em đừng hỏi nữa được không? Bây giờ anh chỉ muốn ở một mình thôi. Bây giờ anh muốn như nào? Em muốn sao cũng được. Em muốn sao cũng được đúng không? Thôi em đi về đi. Cho anh ở một mình. Ok, em đi về. Bà gọi tôi ra có việc gì đấy? Tôi có chuyện muốn hỏi hai ông đây. Chuyện gì bà hỏi đi. Mày làm cái gì đấy? Tôi, các ông đừng giấu tôi nữa. Hôm qua tôi sang nhà Ngọc nói chuyện, thấy thái độ của Ngọc khác lắm. Mà hỏi mãi, nhất định không nói. Không có chuyện, nó không tiện nói với bà. Các ông là bạn thân của Ngọc, chuyện gì các ông chẳng kể với nhau. Có gì nói cho tôi biết nữa chứ. Thì cái gì? Bố Ngọc lận tiền xã hội đi ăn. Không có tiền trả, chúng nó xiết lợn xe Ngọc đi rồi. Có chuyện đó thật á? À. Chuyện như thế rồi mà các ông không nói với tôi. Nếu hôm nay tôi không hỏi, ông định còn giấu tôi đến bao giờ nữa? Thì thằng Ngọc nói cho nói đâu. Mà bà đừng có kể với Ngọc là anh em tôi nói, không anh em lại cãi nhau. Cãi nhau? Ok. Thế các ông có biết nhà Ngọc nợ bao nhiêu tiền không? 2 lít. Cái gì? 200 triệu á? Thế chúng nó mới mà xiết lợn đấy. Chết rồi, thế này không biết nhà Ngọc xoay sở kiểu gì đây. Hai ông ngồi đấy nhá, tôi về trước đây. Ok. Thế thằng nào giả tiền ba có lúc ở đây? Mày chịu này. Này, ngay xin. Đâu? Bố cái thằng chó. Ôi. Vợ ơi là vợ. Một tuần không có vợ. Nhà chả có gì để mà ăn, nhà đói cũng chả biết ăn gì. Đời tao còn gì nữa đâu. Chỉ còn mỗi mày màu bạn với tao thôi. Nếu không có mày chắc tao chết mất. Uống với tao. Anh Nam à, tôi đây. Dạ vâng. Vâng, anh cho tôi thư lại đã. Nhà có còn gì đâu, có mỗi con diêm thì anh cũng lấy đốt có ló rồi. Không, anh không được động đến con tôi. Tôi sẽ bán nhà để giả anh không được làm như thế. Alo, Lam, alo.
Ông muốn gì? Sao con không đến trường? Cô giáo bảo con nghỉ học mấy hôm rồi. Đi học à? Vậy tôi hỏi ông nhá, tiền đâu để đóng học? Bạn bè thì cười chê, mặt mũi đâu tôi vác mà đi học? Nào, con nghe bố, con vẫn phải đến trường. Bố đã có cách cứu cái gia đình này rồi. Bố sẽ bán cái nhà này đi. Ông là một thằng hèn. Con chào bố. Dê. Sao lúc nào bố cũng cáu cảnh với con thế nhở? Chị thì kinh rồi, tình yêu của chị thì đẹp rồi, và tôi thì chẳng đâu vào mấy đâu cả. Vừa ý chị chưa? Ơ kìa, bố nói linh tinh gì đấy? Mà hôm nay con thấy bố đẹp trai thế nhở? Bố định đi đâu à? Thế đẹp trai có mài ra được không? Hả? Đẹp trai thật cũng mới khen mà. Thôi đi, chắc lại nịnh nọt tôi định xin xỏ cái gì chứ gì. Tôi thì lạ gì tính chị nữa. Nào, thế bây giờ quần áo, túi sách hay là cái đồ gì nói đi. Mà này nhá, tôi nói cho chị biết, tôi nhớ là tuần trước chị vừa tiêu đâu của tôi hơn chục triệu tiền quần áo rồi đấy. Mua gì mà mua lắm đấy. Hả? Đây, chị nhìn tôi đây này. Cả một năm nay tôi có 3 bộ quần áo thôi, mặc vẫn còn thoải mái nhá. Bố già rồi, còn con phải khác chứ. Khác cái gì mà khác? Chị thử lên cái phòng của chị xem là cái quần áo túi sách của chị đã mở shop được chưa? Hả? Nhưng mà hôm nay con không phải xin tiền để mua đồ mà... Mà thế nào? Con muốn vay tiền bố. Ây sợ, vay tiền cơ à? Mà tôi hỏi thật chị nhá, chị là con gái tôi, bây giờ chị vay tiền thì tôi đòi chị kiểu gì? Hả? Xin thì nói tẹt ra là xin đi, còn điệu vay mới trả mượn. Thế bao nhiêu? 200 triệu ạ. Úi dồi, tôi vừa nghe thấy cái gì ấy nhở? Đợt này giả tai đánh đãng quá. Chị nói lại xem nào. Bố, con nói thật mà. Con cần 200 triệu, bố giúp con với. Này, để bố hỏi thật chị nhá. Chị thì bây giờ đang đi học, chưa làm ăn gì. Chị làm gì mà cần nhiều tiền thế hả? Thật ra là nhà anh Ngọc đang có chuyện, cần gấp 200 triệu mà không biết xoay đâu, nên con về nhờ bố giúp. Chị ăn cái gì mà sao chị ngu thế hả? Thân ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, mang cọc cho rêu. Này, chị bớt lo chuyện nhà người khác đi. Nhưng anh Ngọc là người yêu con mà. Anh chị yêu nhau thế thôi, chứ chắc gì đã đến được với nhau. Chuyện nhà người ta, để cho nhà người ta tự giải quyết đi. Chẳng nhẽ bố thấy chết mà bố không cứu à? Tôi nói chị nghe này, nhá. Cái chuyện mà chị làm gì chính đáng ấy, thì tôi còn suy nghĩ. Chứ còn chuyện này tôi không giúp được, nhá. Kìa bố! Bố! Tao chưa nghe cái loại đấy bao giờ. Đâu mày đưa tao xem. Nhanh lên! Mà cái chuyện hôm trước anh giao chú ấy, làm chuẩn đấy. Què chân. Mà nhớ nhá, đi ra đường ấy, che chắn cẩn thận, không nó phát hiện ra. Khổ. Vâng, em biết rồi. Thôi, mày về đi. Vâng. Đợi em lâu chưa? Đợi chờ là hạnh phúc mà em. Mà hôm nay em ăn phải cái gì ấy? Sao lại hẹn anh ra cái chỗ lãng mạn như này? Đã thế lại chỉ có hai ta. Hay là em thích anh rồi? Mà thích là cũng phải thôi. Thích anh là đúng. Thích gì cái thằng Ngọc kia? Có gì đâu. Em thích anh mới là chuẩn. Anh Việt này, hôm nay em hẹn anh ra đây là có việc rất quan trọng muốn nhờ anh.
em đừng nói đến nhờ vả. 10 việc anh cũng làm cho em, chứ đừng nói là một. Mà em thấy đấy, cái việc lần trước em nhờ anh tìm hiểu về cái bà cô gì đấy, anh cũng đã hoàn thành rồi. Có gì mà anh không làm được đâu. Em nói đi, việc gì? Em đang cần một chút tiền, muốn hỏi vay anh. Tiền à? Đơn giản thôi mà. À, mà em uống gì nhỉ? Để anh gọi đồ ấy nhá. Em uống gì? Em uống sữa chua cũng được. Em ơi, cho anh cốc sữa chua. Em cần bao nhiêu tiền? Em cần 200 anh ạ. Úi giời, 200 á? 200 anh đưa em luôn. Này, này, này. Là 200 triệu. Đợi anh một xíu. 200 triệu. Sugar Daddy bỏ ra có 15 triệu một tháng. Mà mỗi tuần gặp 3 lần. Mỗi lần mấy hiệp. Tới 200 triệu. Chắc là gặp cả tuần. Ok. Mà em cần gì mà lắm tiền ấy? Em có chuyện khó nói. Anh có giúp em được không ạ? Giúp thì anh giúp được. Nhưng mà giúp xong anh được cái gì? Anh muốn gì? Tuần 6 lần. Tuần 6 lần cái gì ạ? Thì gặp nhau. Gặp nhau nhiều như thế để làm gì? Để làm tình cảm đi lên. Nếu chỉ đơn thuần là gặp nhau để nói chuyện thì em đồng ý. Thế em không định nói mục đích em vay tiền để làm gì à? Em ra ngoài điện thoại chút. Mất vay tiền làm gì? Anh nhận nước của anh đi. Ok em. Anh nhá, em có điện thoại. Ừ đấy, em uống nước đi.